Tập đoàn Wagner công bố bức ảnh cuối cùng của ông trùm Prigozhin. Theo The Times, trong ngày 30 tháng 8, tập đoàn quân sự Wagner đã đăng tải bức ảnh cuối cùng của ông Prigozhin được chụp tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Lễ tang của ông Prigozhin đã được tổ chức khép kín. Những người muốn nói lời từ biệt có thể đến viếng ở nghĩa trang Korokhovsky. Bức ảnh cuối cùng của ông Prigozhin được chụp cùng với những người dân châu Phi biết ơn. Tập đoàn Wagner chú thích về bức ảnh. Truyền thông quốc tế cho biết, trước khi thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Nga, ông Prigozhin đã có chuyến tới CAR và Mali, những quốc gia mà Wagner hoạt động mạnh nhất. Trong cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cơ quan điều tra Nga đang xem xét mọi khả năng có thể xảy ra liên quan tới vụ rơi máy bay của ông trùm Wagner. Có nhiều giả thiết khác nhau về vụ việc. Chúng tôi đang xem xét cả khả năng máy bay bị rơi do hành vi sai trái có chủ đích, ông Peskov nói. Bên cạnh đó, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng kêu gọi truyền thông hãy chờ đợi cho tới khi cuộc điều tra của Ủy ban điều tra Nga kết thúc. Theo Reuters, bình luận của ông Peskov là lần đầu tiên Moscow thừa nhận khả năng ông Prigozhin có thể đã bị ám sát.